Mujivic là át chủ bài. Nga chỉ rõ sai lầm Trung Quốc. Chuyên gia Nga chỉ ra chỗ sai trong đánh giá của giới quân sự Trung Quốc về vai trò của tên lửa hành trình động cơ hạt nhân Mujivic. Trong bài bình luận mới đây trên truyền thông Trung Quốc, các chuyên gia quân sự nước này đã gọi tên lửa hành trình có cánh dùng động cơ hạt nhân mới nhất của Nga là 9M730 Mujivic là át chủ bài của Nga trong cuộc đối đầu với phương Tây. Các chuyên gia của tờ báo Trung Quốc Yonguo Xunquang, mạng quân sự Trung Quốc, tin rằng tên lửa Mujivic với động cơ hạt nhân sẽ trở thành con át chủ bài mới của Nga trong việc răn đe các nước phương Tây. Theo các chuyên gia Trung Quốc, trong tương lai tên lửa Mujivic sẽ là vũ khí chủ lực của lực lượng răn đe chiến lược Nga. Theo quan điểm của họ, nhờ tên lửa mới, Nga sẽ có khả năng theo đuổi chính sách kiềm chế ảnh hưởng hạt nhân một cách hiệu quả. Bài báo nhấn mạnh rằng, trên thế giới không có quốc gia nào với hệ thống phòng không có đủ khả năng để lùi cuộc tấn công bằng tên lửa. Theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Quân sự thuộc Đại học Quốc gia Quan hệ Quốc tế Moscow, MGIMO, Tiến sĩ khoa học lịch sử Alexei Bobrovskin, giới quân sự Trung Quốc, đã đánh giá sai về vai trò của tên lửa Mujivic trong chiến lược quân sự Nga. Vị chuyên gia Nga lưu ý rằng, sự khâm phục là dễ hiểu. Tuy nhiên, theo tôi, không nên nói về sự răn đe. Ông Bobrovskin nhấn mạnh, Mujivic sẽ được sản xuất hàng loạt, nhưng loạt tên lửa này được thiết kế không phải để tấn công trước. Tên lửa này thực chất không phải là vũ khí để răn đe mà là phương tiện trả đũa. Ông Alexei Bobrovskin nói, mặc dù không phải để thực hiện những cuộc tấn công bất ngờ, nhưng Mujivic là một bước đột phá về công nghệ nên chắc chắn nó sẽ một lần nữa vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ tên lửa mà Hoa Kỳ đang xây dựng ở các cấp, kể cả trên biển. Mujivic là tổ hợp tấn công chiến lược, gồm một tên lửa hành trình bay thấp với động cơ hạt nhân, nó có tầm bay hầu như không giới hạn và có thể vượt qua mọi hệ thống phòng thủ hiện đại. Xem clip thử nghiệm tên lửa 9M730 của Nga. Trong thông điệp gửi Quốc hội Liên bang Nga năm 2018, Tổng thống Vladimir Putin đã lần đầu tiên nói về các loại vũ khí mới được chế tạo ở Nga nhằm đảm bảo sự cân bằng chiến lược trên thế giới trong nhiều thập kỷ tới. Trong danh sách này có cả tên lửa Mujivic. Theo chuyên gia Igor Kroshenko, Giám đốc Trung tâm Phân tích Thương mại Vũ khí Thế giới TSAMTO, dự án Mujivic đã giúp Nga vượt trước Hoa Kỳ trong lĩnh vực tên lửa hành trình, cũng tương tự như vai trò của cả H-47M2 Kinzhal, Dagger và Zircon trong lĩnh vực siêu thanh. Hiện nay, Mujivic đang ở giai đoạn bay thử nghiệm, trong khi Hoa Kỳ không có loại vũ khí nào tương tự. Theo đánh giá của chuyên gia về lĩnh vực vũ khí hành trình động cơ hạt nhân, Hoa Kỳ tụt lại phía sau khoảng 10 đến 15 năm và đang nỗ lực đuổi theo Nga. NATO tuyên bố sẽ dễ dàng đánh bại hạm đội Biển Đen. Các phương tiện truyền thông Mỹ đã nói về sự hủy diệt đối với hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự. Các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin, cuộc tập trận lá chắn biển 2021 của NATO được tổ chức vào nửa cuối tháng 3 gần bờ biển Crimea, không chỉ chứng tỏ hạm đội Nga chưa thể kiểm soát được hoàn toàn tình hình ở Biển Đen, trong khi theo đánh giá của giới truyền thông, hạm đội NATO gần như xé toạc hạm đội Nga. Hãng tin The Washington Post của Mỹ cho biết, các cuộc tập trận đã trở thành một lời nhắc nhở khắc nghiệt của NATO đối với Moscow rằng Biển Đen không phải là sân sau của Nga. Đáng chú ý là trong các cuộc tập trận của NATO ở vùng biển Biển Đen, Hải quân Nga đã đưa ra biển cả 6 tàu ngầm Diesel điện Kilo 636.3 thuộc biên chế hạm đội Biển Đen. Trong khi đó, đánh giá dựa trên dữ liệu của trang APA Pro, các phương tiện chống ngầm của Mỹ hoàn toàn bất lực trong việc xác định vị trí của chúng. Nếu muốn, hạm đội Nga có thể bắn hạ các tàu của NATO như trong một đợt tấn công lớn, tiêu diệt chúng trong vòng chưa đầy nửa giờ. Hiện vẫn chưa rõ họ đang nói đến loại phương tiện tác chiến ưu việt nào ở Hoa Kỳ để có thể đối chọi. Một chuyên gia của APA Pro lưu ý, Hải quân NATO đang gia tăng hoạt động tại khu vực Biển Đen. Báo chí tại Moscow khẳng định thêm, cần lưu ý rằng Nga không đòi hỏi độc quyền khai thác ở Biển Đen, nhưng sẽ không dung thứ cho các hành động khiêu khích từ phía NATO hay Ukraine đối với mình. Rõ ràng Nga đang muốn nhắc tới việc Hải quân Ukraine và NATO đang tích cực hoạt động nhằm gây áp lực từ phía bán đảo Crimea, khi liên minh quân sự liên tục cung cấp vũ khí và phương tiện tác chiến cho Kiev. Trong diễn biến khác, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực xúc tiến xây dựng kênh đào Istanbul, từ đó xóa bỏ hạn chế của Công ước Montreux ký năm 1939. Thế giới bất an với luật hải cảnh của Trung Quốc. Cuộc họp cấp cao hồi trung tuần tháng 3 giữa các nhà ngoại giao Mỹ và Trung Quốc tại Alaska đã xác nhận rằng, trong tương lai gần, cạnh tranh sẽ là mô hình chính trong quan hệ Washington-Bắc Kinh. Và, điều này càng trở nên hiện hữu khi luật hải cảnh mới của Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 với quy định cho phép sử dụng vũ khí đối với tàu thuyền nước ngoài, tàu trắng và tàu xanh. Tờ Diplomat bình luận rằng, trong bối cảnh tần suất và cường độ các hoạt động quân sự của Trung Quốc và Mỹ ở vùng biển Đông Á ngày càng gia tăng, hai nước cần phải làm việc cùng nhau để cải thiện các cơ chế liên lạc và tránh khủng hoảng song phương. Nhu cầu này càng trở nên rõ ràng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Lịch sử các cuộc đối thoại quân sự Mỹ-Trung gần đây không có nhiều lý do khiến mọi người lạc quan về khả năng đạt được bước đột phá trong tương lai gần. Những phát triển pháp lý gần đây liên quan đến cảnh sát biển Trung Quốc, CCG, mà cụ thể là luật hải cảnh đang khiến vấn đề này trở nên nhức nhối. Hôm ngày 21 tháng 1,
Bắc Kinh đã thông qua luật cho phép cảnh sát biển sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn chặn các tổ chức và cá nhân nước ngoài vi phạm hoặc có nguy cơ sắp xảy ra vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa ra luật về các điều kiện mà lực lượng bảo vệ bờ biển của họ có thể bắn vào các tàu nước ngoài. Luật mới cho phép lực lượng bảo vệ bờ biển sử dụng vũ lực trong các trường hợp quy định để bảo vệ vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc, một thuật ngữ mơ hồ có chủ ý có thể bao hàm các yêu sách phi pháp, vô căn cứ của Trung Quốc đối với gần 80% vùng biển ở Biển Đông, bài báo trên tờ Diplomat có đoạn viết. Theo giới phân tích, luật hải cảnh mới của Trung Quốc cũng đặc biệt cho phép CCG dỡ bỏ các công trình do các quốc gia khác xây dựng trên các đặc điểm đất liền, tự nhiên hoặc nhân tạo mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền, trao quyền cho CCG lên tàu và kiểm tra các tàu nước ngoài trong vùng biển mà Trung Quốc tự ý tuyên bố chủ quyền trái với luật pháp quốc tế. Học giả Shigeki Sakamoto nhận định, luật hải cảnh Trung Quốc ngầm thừa nhận điều mà giới chức Mỹ từ lâu đã cho rằng, các vụ tai nạn hàng hải và các cuộc chạm trán liên quan đến việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực có khả năng phát sinh từ hoạt động của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc cũng như từ các tàu hải quân của họ. Do đó, không chỉ là cảnh sát biển và hải quân, lực lượng dân quân hàng hải của lực lượng vũ trang nhân dân Trung Quốc BFMM cũng làm dấy lên những lo ngại tương tự, do hoạt động của lực lượng này như một lực lượng dự bị vũ trang hỗ trợ hải quân quân đội giải phóng nhân dân PLN và CCG thực thi các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc. Khi Trung Quốc tăng cường gấp đôi các hoạt động thực thi này, tất cả các dấu hiệu đều cho thấy vai trò ngày càng tăng của lực lượng bảo vệ bờ biển Giò Trắng và lực lượng dân quân biển Vỏ Xanh bên cạnh các tàu hải quân Giò Xám, hồi chuông cảnh báo. Trên thực tế, CCG đã mở rộng nhanh chóng kể từ năm 2010 để trở thành lực lượng bảo vệ bờ biển lớn nhất trên thế giới. Việc hiện đại hóa đã giúp cải thiện khả năng của Trung Quốc trong việc thực thi các yêu sách hàng hải của mình. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, CCG chịu trách nhiệm về một loạt nhiệm vụ dưới cái ô bảo vệ quyền hàng hải, bao gồm việc thực thi các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc, giám sát, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. CCG được triển khai thường xuyên và mạnh mẽ ở các vùng biển thuộc chủ quyền của các quốc gia khác trong khu vực, kết quả thường là đối đầu. Phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế chỉ ra rằng trong số 70 sự cố lớn được xác định ở Biển Đông từ năm 2010 đến nay, CCG đã tham gia vào 73% sự cố. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi việc ban hành luật hải cảnh của Trung Quốc một lần nữa lại gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các nước trong khu vực và trên thế giới. Nhà nghiên cứu Shigeki Sakamoto thuộc Đại học Doshisha ở Kyoto, Nhật Bản nhấn mạnh, Mỹ đã tham gia cùng các quốc gia trong khu vực để bày tỏ mối quan tâm và lo ngại này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tuyên bố, Washington quan ngại với luật hải cảnh được ban hành gần đây của Trung Quốc và rằng cách diễn đạt của luật ngụ ý mạnh mẽ rằng nó có thể được sử dụng để đe dọa các nước láng giềng trên biển của Trung Quốc. Phân tích thêm về vấn đề này, Phó giáo sư Makoto Seta thuộc khoa luật quốc tế, Đại học Yokohama City, Nhật Bản cho biết, soi chiếu với Công ước Quốc tế của Luật Biển năm 1982, UNCLOS 1982, luật hải cảnh Trung Quốc có nhiều điều không phù hợp với luật pháp quốc tế, gây nguy hiểm cho hòa bình và an ninh khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông. Là một thành viên của UNCLOS 1982 nhưng Trung Quốc lại có hành động vi phạm các điều khoản của Công ước, các nước trong khu vực cần có tiếng nói chung, lên án những hành động vi phạm của Trung Quốc. Những gì mà các nước có thể làm đó là yêu cầu Trung Quốc phải có nghĩa vụ tuân thủ các quy tắc của luật pháp quốc tế, đảm bảo an ninh và an toàn hàng hải trên Biển Đông và Biển Hoa Đông, sẽ giảm thiểu nguy cơ xung đột tại hai vùng biển quan trọng này, Phó giáo sư Makoto Seta nói, có hay không khả năng hợp tác. Trong khi đó, nhiều nhà phân tích đã đặt câu hỏi, trong bối cảnh ngày càng có nhiều rủi ro đối với an ninh và ổn định hàng hải, liệu Mỹ và Trung Quốc có thể hợp tác để giảm nguy cơ xảy ra tai nạn trên biển ngoài tầm kiểm soát không? Năm 2014, Mỹ và Trung Quốc đã cam kết bộ luật đa phương về các cuộc chạm trán ngoài kế hoạch trên biển, CUES, một giao thức không ràng buộc quy định các quy trình an toàn, phương thức liên lạc và hướng dẫn điều động cho tàu và máy bay hải quân trong các cuộc chạm trán ngoài kế hoạch. CUES bổ sung quy định về gia chạm, CLTRGS, có trong Công ước năm 1972 về quy định quốc tế về ngăn ngừa va chạm trên biển, một hiệp ước ràng buộc mà cả Trung Quốc và Mỹ. Hai nước sau đó đã ký biên bản ghi nhớ về thông báo về các hoạt động quân sự chính và các quy tắc ứng xử về an toàn của các cuộc chạm trán trên không và trên biển. Biên bản ghi nhớ an toàn hàng hải đề cập cụ thể và kết hợp CUES với CLTRGS. Mặc dù không phải lúc nào cũng được tuân thủ trên thực tế nhưng các thỏa thuận này cho thấy Trung Quốc và Mỹ công nhận lợi ích chung trong các thủ tục an toàn chung nhằm tái khẳng định các nghĩa vụ pháp lý ràng buộc của họ nhưng nêu rõ cách thức mà họ sẽ thực hiện các nghĩa vụ đó. Có điều, với CUES và Memorandum of Understanding, an toàn hàng hải không áp dụng rõ ràng cho các tàu tuần duyên hoặc cho lực lượng đánh cá có vũ trang của Trung Quốc. Học giả Andrew Harrison thuộc Đại học Hải chiến Mỹ phân tích, Trung Quốc sử dụng các tàu phi hải quân này cho các hoạt động trong vùng xám chống lại tàu của các nước láng giềng. Các loại tàu này được triển khai để khẳng định và bảo vệ các tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc. BAFMM bao gồm cả tàu đánh cá và tàu chế tạo có mục đích, được thiết kế trông giống như tàu cá nhưng được tổ chức và chỉ huy bởi các chỉ huy quân sự địa phương COPLA. Do tỷ lệ sự cố liên quan đến các lực lượng này cao,
Việc không có một thỏa thuận giống như COES cho các tàu phi hải quân là một điểm yếu rõ ràng trong chế độ an toàn hàng hải trong khu vực. Thêm nữa, Bắc Kinh luôn từ chối các lời kêu gọi mở rộng COES hoặc đưa ra các giao thức bổ sung cho các tàu phi hải quân của họ. Một phần của câu trả lời nằm chính ở việc Trung Quốc thờ ơ hoặc không mặn mà với các cuộc đàm phán về quản lý khủng hoảng và giảm thiểu rủi ro. Trong khi đó, các chuyên gia khác lại dẫn chứng lời kể của những người tham gia các cuộc đối thoại quản lý khủng hoảng Mỹ-Trung cho hay, mục tiêu của Mỹ trong các cuộc thảo luận là hạn chế quyền tự do điều động tàu của Trung Quốc và hầu hết các cuộc chạm trán trên biển giữa Washington-Bắc Kinh ở các vùng biển châu Á đều có sự tham gia của các tàu hải quân Mỹ. Học giả Alastair Ian Johnson thuộc Đại học Harvard thì chú ý đến việc Trung Quốc cũng có thể coi các cuộc khủng hoảng quân sự là cơ hội tiềm năng để thúc đẩy các lợi ích chiến lược và củng cố các tuyên bố chủ quyền phi lý của mình. Và đây là điều khiến Mỹ tăng cường vai trò của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, USCG, như một phần của chiến lược hàng hải tổng hợp tập trung vào cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Tháng 10, 2020, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien đã thông báo rằng USCG đang trang bị chiến lược phản ứng nhanh ở Tây Thái Bình Dương cho các hoạt động an ninh hàng hải giữa các đối tác khu vực có năng lực giám sát và thực thi ngoài khơi hạn chế. Sau đó, chiến lược hàng hải ba dịch vụ lợi thế trên biển do Hải quân, Thủy quân lục chiến và Cảnh sát biển Mỹ công bố hồi tháng 12 năm ngoái cũng lưu ý rằng sứ mệnh của Cảnh sát biển làm cho nó trở thành đối tác an ninh hàng hải ưu tiên cho nhiều quốc gia dễ bị ép buộc và tích hợp các cơ quan chức năng của USCG với các dịch vụ hải quân khác, mở rộng các lựa chọn mà Mỹ cung cấp cho các chỉ huy lực lượng chung để hợp tác và cạnh tranh, học giả Alastair E. Johnson cho biết. Tài liệu chiến lược tháng 12 năm 2020 cũng lưu ý thêm rằng các tàu của Hải quân và Cảnh sát biển Mỹ tiến hành các hoạt động tự do hàng hải trên toàn cầu để thách thức các tuyên bố hàng hải bất hợp pháp và lực lượng Cảnh sát biển cung cấp các công cụ bổ sung để quản lý khủng hoảng thông qua các khả năng có thể giảm thiểu tình trạng bế tắc hàng hải. Việc tích hợp và hiện đại hóa các lực lượng chung của Mỹ được coi là một phản ứng cần thiết đối với việc Trung Quốc triển khai hạm đội nhiều lớp được thiết kế để lật đổ chủ quyền của các quốc gia khác và thực thi các tuyên bố bất hợp pháp trên biển. Các tàu của USCG gần đây đã tiến hành các cuộc tập trận chung với các đối tác Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và đã tham gia vào một loạt các hoạt động ngày càng rộng rãi trong khu vực. Sự hiện diện ngày càng nhiều của các tàu tuần duyên Mỹ và đồng minh trong các vùng biển châu Á nhấn mạnh tầm quan trọng của các quy tắc rõ ràng về đường đi cho tất cả các lực lượng trên biển nhằm giảm thiểu và quản lý rủi ro hoạt động. Vì thế, Trung Quốc cũng có vẻ muốn tăng cường các cơ chế giảm thiểu rủi ro và các kênh liên lạc là cực kỳ quan trọng đối với lợi ích của chính nước này. Giới chức quốc phòng Trung Quốc đang tìm cách coi buổi bình minh của chính quyền Biden như một điểm khởi đầu lịch sử mới cho quan hệ quân sự Trung Mỹ. Nhưng Washington thì luôn nghi ngờ những lời hùng biện như vậy bởi họ đã quen với kiểu này trong các nỗ lực của Bắc Kinh ở quá khứ. Trong tương lai, trọng tâm trong các cuộc đàm phán giữa hai nước phải chuyển sang đạt được những kết quả cụ thể. Cam kết giữa Trung Mỹ trong việc áp dụng các quy trình an toàn rõ ràng cho tất cả các lực lượng trên biển sẽ là một bước nhỏ để xây dựng sự tự tin cần thiết nhằm giải quyết những thách thức lớn hơn. Trung Quốc kéo cả biên đội tàu chiến khủng dĩ qua eo biển Misako, Nhật Bản lập tức phái tàu khu trục hành động. Ngày 4 tháng 4, Văn phòng Hội đồng Tham mưu Liên quân thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, tàu sân bay Liêu Ninh và 5 tàu hộ tống khác của Trung Quốc đã đi qua tuyến hàng hải quan trọng ngoài khơi bờ biển Nhật Bản trên đường tới Thái Bình Dương. Theo văn phòng trên, biên đội tàu sân bay của Trung Quốc bị phát hiện vào khoảng 8 giờ ngày 3 tháng 4, theo giờ địa phương, cách quần đảo Danjo của tỉnh Nagasaki khoảng 470 km về phía Tây Nam. Sau đó, nhóm tàu này đã đi qua eo biển Misako, tuyến hàng hải rộng 250 km giữa đảo Okinawa và đảo Misako. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2020, tàu Liêu Ninh bị phát hiện đi qua eo biển Misako và động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc tập trận chung giữa các lực lượng hải quân Mỹ và Australia ở khu vực phía đông Thái Bình Dương. Đi cùng tàu sân bay Liêu Ninh có một tàu khu trục tàng hình mang tên lửa dẫn đường lớp T-055, NATO định danh là REN-2, hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Lữ Dương 3, một tàu hậu vệ đa năng lớp Giang Khải và một tàu hậu cần tốc độ cao lớp Hô Luân Hộ. Quân đội Nhật Bản đã điều tàu khu trục JS Suzuki, một máy bay tuần thám biển B-1 và một máy bay trinh sát săn ngầm B-3C thu thập thông tin và giám sát các hoạt động của biên đội tàu sân bay Trung Quốc. Cũng theo văn phòng trên, trong ngày 4 tháng 4, một chiếc máy bay vận tải quân sự Y-9 của Trung Quốc đã bay qua eo biển Misako và phía Nhật Bản đã điều động một chiếc chiến đấu cơ để đáp trả. Nhật lên kế hoạch điều siêu tiêm kích tàng hình đối phó Trung Quốc trên biển. Các nguồn tin chính phủ Nhật tiết lộ đang cân nhắc điều các siêu tiêm kích tàng hình F-35B tới căn cứ ở Miyazaki để gia tăng khả năng bảo vệ các hòn đảo Tây Nam trước các hành động của Trung Quốc trên biển. Kyodo đưa tin, kế hoạch điều động F-35B tới căn cứ không quân Niutabaru ở tỉnh Miyazaki nhằm kiểm soát các tham vọng hàng hải của Trung Quốc quanh khu vực, kể cả quần đảo Senkaku, điếu ngư đang tranh chấp ở biển Hoa Đông. Theo các nguồn tin, chính phủ Nhật đặt mục tiêu biên chế hoạt động F-35B,
Mẫu siêu tiêm kích có thể cất cánh ở khoảng cách ngắn và hạ cánh thẳng đứng vào năm 2024 cũng như tạo lập một đơn vị siêu tiêm kích cho mục tiêu này. Chương trình xây dựng quốc phòng giữa kỳ tài khóa 2019 đến 2023 của Nhật đã bao gồm kế hoạch mua 18 chiếc F-35B và trình làng chúng vào năm tài khóa 2023. Cuối cùng, Tokyo dự định mua 42 biến thể siêu tiêm kích tàng hình loại này do tập đoàn Mỹ Lockheed Martin phát triển. Nhà chức trách cũng sẽ nâng cấp tàu chở trực thăng mũi phẳng lớp Izumo để vận chuyển và làm bệ phóng cho các máy bay chiến đấu như F-35B. Các nguồn hạo tin tiết lộ thêm, sau khi được triển khai đến căn cứ New Chabaru, những chiếc F-35B mới dự kiến sẽ tham gia tập trận chung cùng các máy bay chiến đấu cùng loại đã được điều động đến căn cứ không quân Iwakuni, nơi đồn trú của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tại tỉnh Yamaguchi. Song, hiện chưa rõ liệu cộng đồng địa phương có tán đồng kế hoạch triển khai khí tài này hay không. Theo Kyodo, Nhật đang xem xét sử dụng các biến thể của siêu tiêm kích F-35, bao gồm F-35B và F-35A như những máy bay chiến đấu chủ lực của nước này. Trong đó, F-35A được trang bị các radar hiệu suất cao, có khả năng phát hiện tên lửa đạn đạo và qua mặt các radar đối địch. Tokyo đã lên kế hoạch biên chế 10 chiếc F-35A.